cách xa nhau. Hiện đại làm chi em hơi, hiện đại làm chi đời mình càng thêm cách xa nhau. Đôi lúc tình mình cứ như là một câu chuyện hài. Với nhau như thời ta chưa hiện đại. Tân thời cũng có niềm vui, nhưng con người tân thời không có gì vui. Cái mắt thì luôn cắm cúi, gặp chuyện đi ra ngoài ghi khối với người ta, rốt cuộc thua bởi một cái áo dài. Không, một cái áo dài nữa, không là thiệt.